Quý vị thân mến, sách về đề tài thám tử thì không hiếm, sách dạy về toán học cũng rất nhiều. Thế nhưng một bộ sách kết hợp cả kiến thức toán học và những phi vụ phá án ly kỳ của một vị thám tử tài ba, thì đây, bộ sách thám tử Sherlock Holmes sẽ chính là một món quà lý tưởng mà bố mẹ dành cho các bé từ 6 tuổi trở lên. Vâng, đây là bộ sách tương tác thú vị về toán học, một môn học được coi là khô khan, khó nhằn với các bạn nhỏ. Toán học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua các trò chơi phán đoán, tư duy, luyện phép cộng và trừ và phép nhân. Thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đang truy bắt tên tội phạm là giáo sư Moriarty. Các bạn nhỏ hãy dùng tài tính toán của mình để giúp thám tử lần theo dấu vết của tên tội phạm gian xảo bằng cách giải các câu đố trong sách. Manh mối được ẩn giấu trong các bài toán cộng và trừ. Trong khi đó, ở tập này, manh mối sẽ chỉ hiện ra khi giải được các bài toán nhân. Đừng lo nếu gặp phải các câu hỏi khóc búa vì đã có các mẹo hay và đặc biệt là chiếc kính lúp thám tử để giúp các bạn nhỏ tìm ra đáp án. Hai tập của bộ sách sẽ khơi dậy tính tò mò và sự hào hứng của các bạn nhỏ thông qua trò chơi đóng vai, một trò chơi hấp dẫn với mọi trẻ em trên thế giới. Được đóng vai làm thám tử tài ba, truy đuổi tội phạm hẳn là niềm ao ước của không ít bạn nhỏ. Có điều gì thú vị đang ẩn chứa trong bộ sách này nhỉ? Đầu tiên là một chiếc kính lúp thám tử được gắn ngay ở bìa cuốn sách sẽ giúp chúng ta tìm ra đáp án của những câu hỏi hóc búa. Cách sử dụng của chiếc kính lúp này cũng vô cùng đặc biệt. Các bạn nhỏ cần đặt nó lên những chiếc hộp đã được mã hóa và phải đảm bảo rằng những đường kẻ trên kính lúp vào đúng vị trí thì câu trả lời mới hiện ra. Tiếp theo, có rất nhiều huy chương và phần thưởng cực oách ở cuối mỗi cuộc hành trình. Nào là huy chương đồng, huy chương bạc, huy chương vàng, huy hiệu cảnh sát quốc tế hay oách nhất khi giải được câu đố cuối cùng, chúng ta sẽ được công nhận là bậc thầy của các phép tính. Thứ ba, chúng ta sẽ được cùng vượt qua những thử thách từ dễ ợt đến hóc búa thông qua việc phân chia các cấp độ tăng dần. Sẽ là một hành trình phá án cực kỳ thú vị, thách thức tài phán đoán và sự tinh nhạy của các bạn nhỏ. Cuối cùng, để nhận xét về bộ sách này thì có thể tóm gọn trong 3 từ, đó là sinh động, hấp dẫn và bổ ích. Chính từ việc cuốn sách vô cùng sinh động cả về hình vẽ lẫn các dạng câu đố mà các bé sẽ dễ dàng bị hấp dẫn từ trang đầu tiên cho tới chi tiết cuối cùng của cuốn sách. Và sau khi say sưa khám phá bộ sách này, thì hóa ra cũng chính là lúc các bạn nhỏ đã trải qua một bài test tư duy, một buổi luyện tập các phép tính một cách thú vị đến bất ngờ.